mày muốn hy sinh không? Đã bảo là đừng có đấy mà. Bây giờ nhá, qua thật là nhanh. Ok anh em, hôm nay chúng ta chơi tựa game Armored Observation Duty 5 với sự tham gia của anh bạn Bảo Hoàng và anh bạn Long Đen sẽ tham gia chơi cùng với tôi và tôi sẽ livestream tựa game này trên YouTube. Cho nên bạn nào mà muốn kiểu hóng ngớ stream ấy thì có thể like, subscribe cũng như là bật chuông thông báo lên để không bỏ lỡ buổi stream về tựa game này của tôi. Có lẽ chúng ta bắt đầu game luôn ngay bây giờ với có tổng cộng ở đây là 6 map và chúng ta bắt đầu với map The School. Let's go. Tao ghét trường học. Cái gì đây? The anomalies keep appearing. Demise là gì? Chết. Ok, bây giờ anh em mình sẽ xử lý một số vấn đề trong cái trường học này thì đây. Darling đâu? Darling bận đấy nhá. Hôm nay có tôi là Long Đen thằng Bảo Vàng thì có một quả táo trên bàn, cái màn hình vi tính này, máy chiếu này, hai bức tranh này, hai tờ giấy bla bla bản đồ. Hai tờ giấy trên bàn ok. Phòng tiếp theo, một chén nước, một quyển sách trên bàn, hai bức tranh hai bên này, một cái bức tranh rất là kỳ cục ở trên tường này, tao không hiểu bức tranh là gì. Có hai cái màn hình sáng sáng này, một cái kia gặp thẳng gặp hơn những cái còn lại. Năm màn hình mỗi bên đúng không? Có ảnh vú của sao có ảnh vú ở trường. Ba cái ghế màn hình vi tính. Thích trường học rồi. Phải phòng đi qua đây chill, qua đây đỡ hộ nhá. Để xem mấy môn thể thao bên kia tí nữa đổi. Ở đây có chạy này, bơi này, tiền hồ, nhà vệ sinh hai cái bla bla bla. Bình thường nói chung khá là bình thường, chẳng có gì đâu. Ê, có cái túi đồ ăn ở trên đây có phải có sẵn không hay là nay tối quá tao đều nhìn thấy. Report nhá. Đây cái camera phòng này có bị kỳ cục ở đó gì quạt nó vẫn đang bật từ nãy giờ. Camera phòng ấy bị kiểm tra. Ê, camera rồi. Cái này bị sao ấy? Ê, có từ từ có tờ kiểm tra trên này có sẵn hay là gì nhỉ? Không, có thôi, có rồi, có sẵn rồi. Ê, cái camera góc này nó thế này. Điểm sao ấy? À, distortion. Nó đang zoom vào à? Distortion. Hình như cái tờ giấy này là có sẵn không hay là... Có rồi, nãy tao để có tờ giấy ở đây rồi. Ê, có cái ghế kia bị lật ngược lên. Cái ghế kia phải... trước này nó có lật không? Đâu? Ghế nào? Đấy, cái ghế mày đang chỉ thẳng vào. Tao cũng không biết, thử nhá. Object movement này. Abyss đâu? À các bạn ơi, đây là phần mới nhất vừa ra mắt nhá. Vừa mới ra hai hôm trước luôn. Có bộ bảo Abyss á. Game này có tận 6 map và có thêm rất là nhiều hoạt động, nói chung đây là cái bản hay nhất, tôi nghĩ thế. Đèn hành lang á, hành lang nào? Hành lang này ạ. Từ từ cái cửa này đóng đúng không? Cái chỗ này là cửa bị đóng đúng không? Ừ. Cái cửa đang mở mà. If I know one in bay đâu. Đúng rồi. Damn boy. Hình như bức tranh bị thay đổi. Bức tranh gì nó cứ ảo ảo luôn nữa nhỉ. Oh. Damn boy. Ba cái mắt đây, mẹ thằng Bảo Hoàng với thằng Long Đen, mẹ hai thằng mẹ chuyên gia nhìn vú. Hay. Hay. Tao biết nó đúng nhưng mà nhất thiết phải nói. Yên tâm, mắt hai ngày tinh lắm các bạn. Đây. Tôi chỉ cần cứ quay cái phòng office là mình mất tập trung. Chưa thấy có thằng béo nào xuất hiện nhỉ? À có rồi, thằng Bảo Hoàng. 4-5 giờ trở đi nó mới xuất hiện cơ. Có gym. Ê, bạn đây cái đồng hồ. Đấy đấy. Nó cứ rơi. Đấy này, bố mày nhìn giờ thằng. Nó đang từ để anh em mình nhìn giờ thành nhau để Darling nhìn giờ. Có ba cái ghế kìa mày. Ghế ở cạnh cửa gì nó cứ bịp bịp luôn nó. Nhìn nó cứ thế đéo nào ấy nhỉ. Không, cho đấy. Có ra ghế đấy bình thường. Ê, nãy là chả có gì xảy ra nhỉ? Hay đang có gì xảy ra? Quay lại nhà vệ sinh ấy, xem nào. Có khẩu súng trên bàn kìa. Đây, khẩu súng nhá. Mày vãi lộn thôi, xong rồi trường học Mỹ rồi. Khẩu bắn trên súng. This is America. Đồ ăn trong lớp kìa anh á, bọn tôi thử rồi. Ê, nhưng mà kể cả thế, bọn tôi report cái khẩu Disotigo kia, nó cũng phải bay cả cái bịch đồ ăn như các bạn nói chứ, đúng không? Đây có bình ga ở đằng xa đúng không? Sao nếu nhìn ra đấy là bình ga? Đây này. Tao không biết nó sẽ cho để xa mức đấy. À đủ. Vãi. Xài, anh Hoàng mắt tình. Nãy giờ phòng gym chưa với mẹ thì. Bức tranh bị thay đổi. Yep. À, Abyss. Tôi chạy những cái luôn đấy. Có một bóng đen đang tiến gần này mày thấy không? Ở cuối hàng lang ấy. Không. Dư kể sách kế bên trên nước hallway. Không, cái này tôi để ý đầu tiên. Cái luôn. Cái này là... chuẩn là chuẩn. Mày đọc comment nhiều khi còn lú hơn. Hả? Quay lại cái office. Ồ, đèn. Quả đèn sáng đẹp. Tại sao mình phải phân công bảo vệ một cái trường như này kiểu? Tao tự hỏi là mỗi khi anh em mình report trong chuyện gì xảy ra ấy, kiểu nhân viên vào sửa hay như thế nào ấy. Thì report mấy thằng béo thì thằng nào vào? Thử report missing object ở phòng gym thôi mà. Chúng nó mà mất rồi. Object disappearance. Xem nhá. Rổ rác, rác xuống. Mất gì ấy? Mất thật. Cái bên trái. Cái bên trái. Cái rổ trên cái gôn ấy. Rổ trên cái gôn ấy. Anh ơi, chai nước kể cuốn sách á. Ồ, mày ơi, đây là cái chai nước mà nó thừa từ đầu game đến giờ đấy. Bảo Hoàng! Sao lại cầm dứa? Ăn dứa cho nó thơm mày. Anh em mượn quả dứa đâu? Tại sao nó phải đi tất cả đi giày em đéo vậy?
Sao tự nhiên cái tên chơi này đéo ai đánh được qua thằng. Có cậu bảo thường quả bóng ở trong gôn đúng không? Nhìn cũng lạ lạ. Ờ thì tự nhiên có quả bóng trong gôn nó cứ kỳ cục. Ờ hình như thường là quả bóng ấy. Này số lần tao sút hụt mà. Đó đủ. Ôi. Bắt được chó ấy. Chó ấy. Mày quá đủ ấy. Cút. Mày mà gián tiếp chửi ai xem stream mày không đúng hết là mà dám. Ê, ai vú của bố vú tao đâu, vú tao đâu. Ê, bố phát hiện ra ngay, vú đâu. Mày thay đổi cái gì, thay đổi cái này. Mày sai con ạ. Đi. Khi màn hình bật. Ê, ghế. Đéo ý thức xếp ghế lại à? Vẫn stream phát hoàng 3.500 người xem. Thế á? 3.600 rồi. Ôi, làm YouTube còn béo làm stream ơi. Xe lăn nữa, xe lăn đâu? Xe lăn gym kìa. Ê, bé. Một này lạ vẫn. Ôi, nó làm luôn này kìa. Quay lại. Ôi, ai, cút, anh em xin lỗi này. Report đi. Mẹ thằng bố ấy. Chó nó sụp cái đai đéo ấy. Quá là thằng Darling, nó bảo đi làm quá là. Lộ mẹ thân phận thằng Darling rồi. Lộ mẹ thân phận rồi. Lộ mẹ thân phận rồi. Ấy, đèn sáng ấy. Cửa corridor á, các bạn ơi, cửa này mở là tại vì nó là cái phòng, nó nối với cái phòng này. Đây là cái phòng mà cái cửa đang mở, hiểu không? Đây, cái cửa mở này. Ở cái phòng này, hiểu không? Giữ cái gì? À, không. Vậy chúng ta đã thắng trận này thôi, không có gì đặc sắc đâu. Nhìn nó ngu ấy. Mày thằng này con là đật mà. Nó nói gì? Mày cứ để đấy, nó làm gì? Nó định đi đến chỗ mày à? Có khi đế cái thằng trong cái sình trong xe lăn rồi đấy. 4.000 người xem mà mọi người ơi, 4.000 người xem nào. Có vẻ như tôi đã thắng trận này thôi mọi người, không có gì đặc sắc đâu. 3 phút nữa hết mẹ round rồi. 1 nữa. Hả? Chúng mày? Cái gì cơ? We have detected skinny prince in the gym. Please file an injury report. Do not look at the gym camera before on a... Oh. Mày muốn nghe qua tí không? Mày muốn hy sinh không? Nó bảo là đừng có đấy mà. Bây giờ nhá, qua thật là nhanh. Xong rồi chốc. Nhanh của mày đấy. Anh mày chậm vãi lần. Ấy, chúng mày thắng cái game này dễ thôi. Dễ gì? Có vẻ như thắng cái game này dễ gì? Bất cứ tao với thằng Long ngồi nãy là căng cái mắt nào giúp em chó cái cuối cùng. Mẹ tự là bất ok, bây giờ chúng ta đến mắt tiếp theo. The Metro. Nó đã nhắc mặt rồi, nghe là con bấm vào, đã bảo là không rồi. Bỏ hoàng này, thằng Long đen này. Tại sao thằng Long đen là thằng trắng hơn tao? Caution, wet floor này. Wet pussy. Tại ở đây đúng 6 giờ 10 tao đi xuống. Đa Linh này. Đã bảo đừng lộ mặt nó ra. Remind này. Remind. Hiểu. Sao mà mày có vẻ khó ấy. Cảm ơn cái mong tao vự của tôi nhá. Chắc là tao dụ một nhiều trong cuộc đời lắm nhỉ. Số mày qua mua này. Ê, có phải ghét mất con mèo một cái bảng bên cạnh không? Nó có 2 bảng hay 1 bảng? Nó có 1 bảng rồi. Thế yeah. Cứ thế đó trống trống lùn nào. Ôi đéo gì đâu, con đi ngồi. Thì nãy giờ mình đã report được cái gì mấy đâu. Ô mày. Còn gì đâu nhỉ? 2 bảng mà. Valley phòng remind bình thường mà. Ôi có ảnh Vũ ở đây. Có cái ảnh đéo rồi nhỉ. Ảnh đấy trước đấy không có đây đúng không? Nó sẽ là extra object hay là picture anomaly. Ô mày. Ô mày. À nó thay đổi mà nó thay đổi. Tranh ở hầm thay đổi á. Vẫn ảnh thằng Hiếu mà. Viết 2 bảng. Ừ, viết 2 bảng. Ban đầu nhưng... nó có 2 bảng nhưng mà bị mất 1 bảng, tôi report nó lại về 2, hiểu không? Mình đang phong hoàng lúc đầu cứ chỉ là tao cứ tập trung vào mấy cái mặt quá rồi, đéo nhìn được cái gì. Mình thấy cái gì đấy? Bảo Hoàng. Gọi tên tao. Nó hiểu vậy kìa, sang. Nó hiểu vậy. Nó chỉ ngồi nhìn mới thôi mà có ỉa đéo rồi. Ta mới có 1:30 mà nó đã xuất hiện thằng ấy rồi nhỉ? Lạ vậy. Ừ, mang mày khó đấy. Lobby thiếu exit á. Ô má ơi, thiếu exit thật này. Đèn đường hầm, ô má ơi. Hình remind đổi á. Vẫn thế mà hả? Ô, vẫn xấu vậy luôn. Entry. Ê, quay lại, nó vừa đổ xuống kìa bạn ơi. Ôi, con thằng nào đẩy ấy? Đẩy
kiểu đéo gì từ hướng đấy được kìa. Mà kiểu đéo đâu. Chào mừng bạn dân lên bạn đến với hội viên nha. Khi mà đến với hội viên các bạn sẽ có một cái tên màu xanh là cây, cả sử dụng với cả những cái emoji cực chất chỉ với bao tiền nhỉ Phan ơi? 3.000 một tháng thôi, tính ra chỉ có 30.000 một ngày thôi. Ê, hình như có thêm hình vẽ ở trên tường. Ờ, không nó cái đéo gì? Hình vẽ mà nó là cái đéo gì đấy? À. Oh fuck, thằng Hiếu này thay đổi đi mẹ Hiếu. Hiếu ra đi rồi mẹ. Hiếu biết đâu. Ok, Hiếu đẹp trai trở lại. Remind nhìn xấu á luôn. Tao cạo ra đấy, tao gửi remind. Nó đang to dần đi. Cái này report là gì? Không, đâu quay ra mày. Cái report là cái gì? Mẹ bụi nhìn xấu ấy. Đây một cái... extra object. Extra object này mà. Ê! Có thằng vẽ bậy à? Ảnh chuyên A nhìn khác quá. Để anh đi qua cái ảnh thì bao nhiêu lần lắm cũng chấp nhận. Trông chán nhở? Là intruder alert á? Đâu? Surprise! Oh! Hi boy! Hello! Damn! He looks so chill. Vì nó đang khá là thoải mái kiểu. Mẹ mình nhìn mặt Revive cười nhìn có chịu. Ê! 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 Có khách vào, có khách vào mày. Đuổi! Yeah. Oh yeah. Shit! Mặc vũ dài mày. Sao mày đóng cửa nó vẫn lên được? Hiểu. Nó quay nhìn mình kìa. Đừng nhìn em như thế. Cút đi làm ơn. Vũ sệ thì cút đi. Ê. Không ý là nó sẽ xoay liên tục à? Chứ tưởng nó xoay một lần thì mình đoán thế là được. Track thêm đồ à? Có thấy thêm gì đâu nhỉ? Nhưng đúng là thêm đồ thật. Vài cục đen đen ở dưới, mấy cục đen đen này ở dưới sao ấy? Do not seek him. Adu. Ê, gì đấy? Camera malfunction. Hình như tao nhầm rồi, hình như tao nhầm rồi. Hình như là mày nhầm, hình như là tao sẽ chết đúng không? Distortion đúng không? À, sẽ chết đúng không? Làm ơn. Tao sẽ chết. Còn mẹ game luôn. Khi mà mình không nhìn được ra cái gì đang xảy ra, tức là có cái gì đó đang xảy ra. Oh my god, no. So yeah, video này tôi đã cố làm trong vòng khoảng 25 phút đổ xuống là đẹp. Kiểu vừa xinh để các bạn kiểu ngồi vừa xem vừa ăn cơm đúng không? Kiểu như vậy ấy. Tôi thấy nhiều người kiểu hay vừa xem vừa ăn cơm ấy. Đéo ai ăn 25 phút đó. Có tôi ăn 25 phút này nhá. Đấy tùy người chứ tôi ăn phải 20 phút tôi mới ăn hết. Tôi ăn nhiều, cái nhất cái hai là tôi kiểu vừa ăn vừa xem ấy. Kiểu mình ăn xong mình uống nước, xong mình kiểu nhâm nhi kiểu. Không có cái gì đang xảy ra nãy giờ cả, what the fuck. Hiếp. Mẹ tự nhiên xuất hiện là thằng đa cấp ở khu tàu điện. Nói chung là game này quanh đi quẩn lại tất cả các phần ấy, nó đều xuất hiện những cái thằng intruder giống nhau. Tất cả những cái bọn kiểu, đây nhá, thằng béo kẻ chuồng nhá, thằng mặc vest nhá. Nó chỉ quanh đi quẩn lại hai thằng ấy xuất hiện xuyên suốt tất cả các bản trong game luôn. Huge Man hình như phần 1 không có, tôi không à đâu, phần 1 có, phần 2, phần 3 tôi không biết. Nhưng tôi chỉ biết phần 3 game này như cút. Và đéo ai thích phần 3 cả. Ê, phần 5 vừa ra mắt nha mọi người nhá. Vừa ra mắt phát tôi mua luôn. Nóng hổi luôn, chơi các bạn xem luôn trong ngày hôm nay. Út hai cái thang đi lên cùng lúc này. Ôi mẹ, sao thành cái thằng máy rồi? Nó là thằng bố, thành mẹ thằng máy lú thật. Ma trong game này không kinh của bọn intruder. Tất cả ma trong game này nó sẽ xuất hiện dưới dạng hiểu hình ảnh ấy. Tất cả kiểu mấy cái bóng mà nó không dọa, nó không làm được gì các bạn cả. Nhưng mà bọn intruder thì khác. Bọn intruder là cái bọn như kiểu người kiểu nhìn quái dị với cướp xong rồi chúng có bắt đầu uốn éo dọa ấy. Đấy mà bọn kinh. Ui, đấy là intruder ấy. Nó lại gần mình không? Để nó chạy lại đúng không? Nó đang chạy lại đúng không? Kệ chỗ mày bắn nước. Tôi không nghĩ là nó đến mức đấy đâu. Nhưng mà sure, I know. Thế á? Ôi, tôi nhìn không ra nhỉ? Chuyển object movement, anh ơi. Tôi vừa report rồi. Chuyển to ra, cái gì to ra? Tôi có thấy cái gì đâu nhỉ? Movement rồi này, entrance. Có gì đâu? Tôi không hiểu. Ôi, cái đéo gì đấy? Khiếp! Bro, you good man? Ê, cái đấy nhìn kinh quá lắm đấy, eo thề. Đặc biệt bên thang máy tay trái, entrance tự phóng rồi tôi nhỏ. Nói chung là... phải cái bức ảnh kia bị có vấn đề rồi. Ok, bây giờ đang là 5 giờ, có 30 phút nữa là hết game. Và đang có siêu nhiều hiện tượng đang xảy ra và tôi nghĩ là mình không nên lia cam. Cái bên phải thang quân di chuyển nhưng...
đây á, đây cái object movement, ok, sure, let's see. Cái cây bên phải, entrance, trong entrance cái anh Hoàng ngủ đét ơi, tôi thề là nó không hề di chuyển. Ồ dở à? Bình tĩnh. Nó đang, oh shit, nó đang dài ra kìa. Đây là distortion, trời ơi, đấy là distortion. Con mẹ nó, giờ mới để ý. Chúng ta sẽ thắng, 3 phút nữa thôi. Có chai nước trên bút điện thoại này. Giờ tầm này thắng mẹ nữa. Rồi đéo còn report xong.